Vị Bồ Tát duy nhất bảo vệ chúng ta khỏi kỷ nguyên tận thế, chuyên cứu người ác thành thiện. Ít người biết rằng, vị Bồ Tát đứng đầu trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài không chỉ bảo vệ kẻ ác dưới địa ngục, mà theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là hậu duệ của Pháp, là vị Bồ Tát bảo vệ duy nhất cho loài người trước khi Đức Phật Di Lặc xuất hiện. Vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Sức mạnh của Ngài to lớn đến thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa nữa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dự đoán rằng sau nhiều năm nữa, thế giới có thể đối mặt với ngày tận thế và cần một vị cứu tinh xuất hiện để khởi động lại thế giới. Vậy nhân loại phải làm gì trong quá trình chờ đợi đấng cứu thế xuất hiện? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không nói nhiều về điều ấy, nhưng Kinh Địa Tạng đã trả lời câu hỏi này. Trong thời kỳ chờ đợi đấng cứu thế, Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ tạm thời đảm nhận trách nhiệm bảo vệ toàn bộ thế giới và loài người. Điều này thể hiện rõ năng lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát là rất cao. Điều này khiến mọi người ngày càng tò mò về danh tính và khả năng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Theo Kinh Địa Tạng ghi chép, Địa Tạng Vương Bồ Tát trước đây là một hoàng tử của Vương quốc Sila, nhưng Ngài đã từ bỏ việc thừa kế ngai vua để tu hành Phật Pháp. Sau 99 năm tu hành trên trần gian, đạo hạnh của Ngài đã rất sâu, nhưng Ngài không muốn thành Phật mà tự nguyện trở thành Bồ Tát. Trong nội bộ Phật giáo, đẳng cấp của Phật sẽ cao hơn Bồ Tát. Vậy tại sao Ngài lại không muốn trở thành Phật? Sự lựa chọn này có điều gì đặc biệt hay không? Thực ra, điều mà Địa Tạng Vương Bồ Tát thực sự muốn làm đó chính là giáo hóa linh hồn đã khuất. Vì lý do này, Ngài đã chọn đến địa ngục. Chúng ta đừng nhầm lẫn rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là Diêm Vương. Trách nhiệm của Địa Tạng Vương Bồ Tát gần giống với Diêm Vương, nhưng cũng có điểm khác biệt. Diêm Vương có thể được xem như một vị cai quản địa ngục, còn Địa Tạng Vương Bồ Tát là người đứng đầu Phật giáo trong địa ngục. Nhiệm vụ của Ngài chủ yếu là để giáo hóa những linh hồn đã khuất. Dưới cái nhìn của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ cần ở linh hồn đã khuất có một chút tư tưởng thiện lành thì vẫn còn cơ hội cứu rỗi, dù họ đã phạm tội vô cùng nghiêm trọng trong quá khứ. Ý nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là địa ngục không trống thì không thể thành Phật. Tại sao Ngài lại kiên trì như vậy? Theo Kinh Phật, trong một lần Đức Thích Ca Mâu Ni trò chuyện với Văn Thù Bồ Tát đã nói về hành trình huyền thoại của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ rất lâu, tại một thế giới đã bị tiêu diệt trước đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát từng nhập thế vào một gia đình bình thường. Lúc này, có một vị Phật đang thuyết pháp và tình cờ khi nhập thế, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã gặp được vị Phật đó. Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ, Ngài đã rất ngưỡng mộ gương mặt hoàn mỹ của Phật. Vì thế, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã hỏi cần phải làm gì để có thể được giống như Phật. Câu trả lời của vị Phật rất đơn giản, đó chính là cứu độ chúng sanh. Vì vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát sau khi nhập thế đã bắt đầu truyền bá để cứu hộ chúng sanh. Chỉ khi mọi vật trên thế giới đều thành Phật thì Địa Tạng Vương Bồ Tát mới chọn thành Phật. Có thể thấy, Địa Tạng Vương Bồ Tát có một sự kiên trì đặc biệt mà trong Phật giáo được gọi là ý chí. Vậy ý chí này đến từ đâu? Truyền rằng, những người đi đường nếu chỉ vô tình đọc một lời Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát, họ cũng có thể nhận được phước lành tương ứng với hàng chục năm tu hành, và sau khi qua đời họ còn có thể tránh khỏi luân hồi. Điều này dường như là một minh chứng rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát có khả năng lớn hơn cả Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngay cả Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đã công nhận rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát là một chúng sinh đã tu thành Phật quả. Chính vì điều này, quyển kinh sách liên quan đến danh hiệu của Ngài, Kinh Địa Tạng, đã trở thành một cuốn sách kỳ bí, ghi lại những bí mật về sự cứu độ. Địa Tạng Kinh ghi lại bí mật về địa ngục vĩnh hằng. Thế giới có thể diệt vong, nhưng địa ngục vẫn luôn tồn tại, và có hai loại người sẽ vĩnh viễn rơi vào địa ngục. Là một người cảm hóa linh hồn trong địa ngục, Địa Tạng Vương Bồ Tát biết rất rõ về mức độ khủng khiếp của nơi đây. Trong kinh sách của Ngài mô tả rất chi tiết về địa ngục, đặc biệt là những nỗi kinh hoàng
Mặc dù Phật giáo nói về cấu trúc trái đất gồm 18 tầng, nhưng không giống như tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau từng tầng, mà là một cái đĩa lớn. Những khu vực khác nhau chịu trách nhiệm về các hình phạt khác nhau. Trong đó, địa ngục vô gián là nơi đáng sợ nhất. Nơi này mọi cảm giác của linh hồn bị tước đoạt, chỉ có vô tận những hình phạt. Linh hồn bị trừng phạt ở đây không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian và không thể được giải thoát. Điều duy nhất ở địa ngục vô gián chỉ là sự trừng phạt lặp đi lặp lại, mãi mãi, không thể sống, cũng không thể chết. Có ý kiến cho rằng Phật giáo đã tiên đoán thế giới sẽ diệt vong trong tương lai. Lẽ nào địa ngục vô gián lại không bao giờ diệt vong? Đáng tiếc, đó chính là sự thật. Theo Địa Tạng Kinh, một khi thế giới diệt vong thì địa ngục vô gián tương ứng sẽ trở nên trống rỗng. Tuy nhiên, những hình phạt sẽ tiếp tục được cảm ứng trong một thế giới khác. Linh hồn ở thế giới khác cũng sẽ tiếp tục bị trừng phạt. Vì thế, cho dù có điều gì xảy ra thì sự trừng phạt là không thể trốn tránh được, ngay cả khi thế giới diệt vong. Vậy thì những người phạm tội gì sẽ bị đưa vào địa ngục vô gián? Điều đầu tiên là không hiếu kính cha mẹ. Tiếp theo là phá hủy tượng Phật và không tôn kính Đức Phật. Việc không tôn kính Phật còn bao gồm nhiều hành vi như cố ý cám dỗ những tăng ni hoặc những người mặc đồ tu sĩ làm những việc không nên. Ngoài hai loại phạm tội này, các phạm tội khác đều có thể cảm hóa và không cần phải vào địa ngục vô gián. Vậy làm thế nào mà Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể cảm hóa được những người này? Có phải đợi đến khi linh hồn đều đến địa ngục và chờ được phán xét? Thực tế không phải như vậy. Theo Kinh Địa Tạng thì linh hồn không cần phải đi vào địa ngục mới có thể chấp nhận sự cảm hóa. Chỉ cần khi một người sắp qua đời, người thân của họ đọc lớn tên Địa Tạng Vương Bồ Tát. Việc đọc lớn tên Địa Tạng Vương Bồ Tát nhằm để người đang sắp qua đời nghe thấy và nhớ lại tên của Ngài. Chỉ cần đọc lớn một lần thì linh hồn có thể tránh rơi vào ba cõi ác. Địa ngục và những thứ tương tự sẽ không liên quan đến họ nữa. Đây chỉ là bước đầu tiên. Nếu gia đình có thể liên tục niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát trong 7 ngày liền, mang hoa quả cúng dường Bồ Tát thì linh hồn có thể thoát khỏi luân hồi và trực tiếp tái sinh. Nếu bỏ qua bước đầu tiên và linh hồn vô tình rơi vào địa ngục thì Kinh Địa Tạng cũng có ghi chép về phương pháp siêu thoát thứ hai. Tại sao Địa Tạng Vương Bồ Tát được coi là hiện thân cao nhất trong 4 vị Bồ Tát lớn? Trong bộ kinh mà Ngài để lại thực sự ẩn chứa bí mật về sự siêu thoát. Theo ghi chép của Kinh Địa Tạng, sau khi người thân qua đời, gia đình có thể liên tục đọc danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát trong 7 ngày liên tiếp và cúng dường Bồ Tát sẽ đạt được sự siêu thoát cho linh hồn. Linh hồn sẽ ngay lập tức tái sinh và nhập vào gia đình giàu có. Nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ năng lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng còn nói rằng, nếu một người có thể liên tục thực hiện điều này trong 21 ngày, niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát 10.000 lần trong khoảng thời gian đó, thì có thể trực tiếp cảm nhận sự hiện diện của Địa Tạng Vương Bồ Tát và có thể mạnh dạn đặt yêu cầu trước Ngài. Tất nhiên là yêu cầu này phải liên quan đến người thân đã khuất. Nói cách khác là, thông qua Địa Tạng Vương Bồ Tát, người sống vẫn có thể nhìn thoáng qua định mệnh của những linh hồn đã khuất. Không thể phủ nhận rằng khả năng này rất hấp dẫn, bởi suy cho cùng, một trong những lý do quan trọng khiến con người sợ chết chính là vì sợ đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nếu biết trước được thế giới sau khi qua đời là như thế nào, con người sẽ có thể điều chỉnh cuộc sống hiện tại một cách hợp lý. Thực tế này cũng đủ chứng minh sức mạnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong thế giới Phật giáo. Kinh Địa Tạng tiếp tục nói rằng, nếu một người có thể hàng ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát, mỗi ngày niệm từ một lượng cố định và duy trì việc niệm trong một thời gian liên tục thì không chỉ có thể xóa bỏ những tội lỗi đã phạm phải trước đây mà còn nhận được phước lành từ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Việc nhận được phước lành này có nghĩa rằng sau khi qua đời, người này cũng có thể trở thành Phật. Đây quả thực là một quan điểm khó tin trong Kinh Địa Tạng. Tuy nhiên, theo kinh điển Phật giáo, quan điểm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chính là như vậy. Ngài đã từng nói với Văn Thù Bồ Tát rằng mọi người trên thế gian thường nói việc ngộ đạo rất dễ, đó là vì họ không biết cách làm. Từ đó có thể thấy rằng một số lời dạy trong Kinh Địa Tạng về sự vượt qua cũng không hề dễ dàng thực hiện. Dù tin hay không tin thì chúng ta chỉ cần xem những quan điểm trên như một câu chuyện. Tuy nhiên, những quan điểm ấy
cũng truyền đạt một sự thật cơ bản về tư tưởng cốt lõi của Phật giáo. Đó là khuyến khích mọi người hướng thiện. Nếu một người hàng ngày làm điều thiện, ngày qua ngày hành động thiện lành, thì người đó sẽ thật sự phát triển theo chiều hướng tốt. Đó sẽ là nguyên nhân cho một kết quả vô cùng tốt đẹp. Mỗi người thực sự có thể trở thành một người tốt. Tại sao phải mạo hiểm để trở thành một người xấu? Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.